villa đẹp, hồ bơi đẹp, cảnh ở đây thì cũng quá là đẹp luôn. Và bộ em loa thì cũng quá là dễ thương. Tự nhiên nói tới khúc này thì thấy Trung Quốc rồi ta. Mình đang có một cái trip 2 ngày 1 đêm tại Đồng Nai cùng với team JBL và trải nghiệm thực tế con JBL Win 3S này. Và nói chung đây là một con loa mà mình nghĩ là chắc chắn sẽ rất phù hợp với những anh em nào thích làm hoạt động thể thao, thích đạp xe, thích nghe nhạc, thích đi phượt mà còn một em loa để gắn trên xe á, thì em này là quá hợp lý luôn. Bên cạnh những yếu tố đó thì nó cũng còn những yếu tố khác cực kỳ là ngon. Và ok, video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người thực tế mình đã trải nghiệm em này như thế nào trong cái trip 2 ngày 1 đêm tại Đồng Nai nha. Ok, 2 ngày 1 đêm ở Đồng Nai thì cái đầu tiên mà mình phải nói ngay với anh em khi mà mình trải nghiệm con này thực tế đó chính là về thiết kế của nó quá là đặc biệt luôn. Đặc biệt ở chỗ là em loa này được JBL hướng đến những anh em, những chị em nào thích một cái loa di động gắn lên xe như kiểu là xe đạp để đi tập luyện chẳng hạn, hoặc là gắn lên xe máy nếu mọi người đi phượt các kiểu luôn. Ngoài cái thiết kế thực sự quá là nhỏ gọn của em này ra, nằm hẳn trong lòng bàn tay của mình như thế này luôn, thì em này cũng sẽ có một cái bộ ngàm gắn cực kỳ là linh hoạt nữa. Như ở đây em này sẽ có một cái phụ kiện để cho anh em gắn vào cái phần ghi đông của xe, và sau đó anh em chỉ cần lắp cái loa này lên là đã có thể sử dụng được trên xe rồi. Như hôm qua thì mình có gắn lên xe đạp để sử dụng này thì nó cực kỳ là chắc chắn. Một phần cũng là nhờ bên trong nó có một cái ron cao su để cố định nữa. Mà mình thấy đây cũng sẽ là cái kiểu mà mọi người sẽ dùng nhiều nhất khi mà mua em loa này. Bởi vì khi mà đạp xe nếu mọi người mang tai nghe nha thì nó sẽ giảm đi cái khả năng nhận biết những cái phương tiện ở gần, khá là nguy hiểm. Nhưng mà đối với em Win 3S này của JBL á, thì anh em gắn lên và nghe thực tế bên ngoài thì cái khả năng nhận biết âm thanh và cũng như khả năng nhận biết về những cái phương tiện ở gần á, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Bên cạnh đó có một cái nữa rất tinh tế mà JBL làm ở trên con này nha. Đó là bộ ngàm này anh em có thể tách và lấy chiếc loa ra cực kỳ là dễ dàng, chỉ cần bóp và rút ra. Thế là sau phần ngàm để đem gắn lên ghi đông của xe á, thì nó sẽ được cố định bởi một con ốc. Nếu như mọi người gắn con này ở trên xe và có đi vào bãi gửi xe hay là gửi xe này kia á, thì mọi người sợ mất em này thì mọi người sẽ phải tháo phần ốc này ra và mọi người cầm cái loa đi đúng không? Không, như vậy quá là phức tạp. JBL làm một cách đơn giản hơn là phần ngàm này nó có thể tách rời được. Là anh em chỉ cần trượt cái loa ra là anh em đã có thể mang cái loa này đi một cách tiện lợi rồi. Và sau khi mình rút cái loa ra á, em này sẽ có một cái kiểu dùng mới, đó là phần kẹp sau loa. Mọi người có thể kẹp lên bất kỳ đâu mà mọi người muốn. Ai mà đeo ba lô đi phượt thì có thể móc vào ba lô như thế này, loa nó sẽ gần tai của mình hơn, nghe nó cũng sẽ rõ hơn. Hoặc là móc vào túi quần hay là móc vào bất cứ đâu cũng được luôn. Phần ngàm kẹp này nó cũng rất là chắc chắn nên là mọi người cứ yên tâm trong quá trình sử dụng nha. Còn lại về những cái điểm khác trên thiết kế của em này thì mình thấy là tổng quan nó vẫn rất là nhỏ gọn, hoàn thiện bên ngoài thì cực kỳ tốt và chắc chắn. Trọng lượng của nó cũng cực kỳ nhẹ, chỉ là 0,2 kg thôi, mang đi mang lại là cực kỳ thoải mái luôn. Nói chung là cái tính di động, cái tính tiện lợi của nó sẽ được đặt lên hàng đầu ở cho em này, và cũng như JBL muốn hướng đến những bạn nào thích đi đây đi đó thì dùng em này sẽ rất là hợp lý luôn. Còn về mặt tính năng thì em này sẽ có hai chế độ nghe, đó chính là trong nhà hoặc là ngoài trời, và mình nghĩ như vậy thì cũng đã quá là hợp lý rồi. Vì loa hướng đến những anh em di động nhiều này, đạp xe, đi xe v.v. thì làm gì có thời gian rảnh tay mà ngồi chỉnh chức năng các kiểu đúng không? Quay trở lại với hai cái chế độ ngoài trời và trong nhà nha. Mình có thể dễ dàng chuyển đổi bằng cách là nhấn giữ vào cái nút play ở đây. Với cái chế độ nghe ngoài trời á thì nó sẽ phù hợp với các bạn hay đạp xe này, đi xe mà dùng em này để nghe, vì nó sẽ đẩy cái phần âm lượng của loa to hơn và rõ hơn một chút. Tuy nhiên cái dải bass của nó sẽ mất đi hoàn toàn nha. Còn với cái chế độ nghe trong nhà thì nó sẽ mang lại đầy đủ cái dải âm nhất, bass, mid, treble đầy đủ luôn. Ngoài ra những cái nút chức năng ở trên loa thì mình cũng thấy là JBL đặt ở những cái vị trí cực kỳ là phù hợp với tay luôn. Lúc mà mình đạp xe cùng team JBL á thì mình có thể dễ dàng tùy chỉnh tăng, giảm âm lượng hoặc là chuyển đổi nhạc, nó cực kỳ là hợp lý á. Kiểu mình đặt tay vào là nó đúng những cái vị trí nút đó luôn á. Còn về chất âm, trước hết thì mình sẽ nói về công suất. Mình không nghĩ là con này chỉ có 5W mà công suất thực tế của nó khi nghe nó lại to đến như thế này. Thật sự là nó rất to nếu so với những con loa cùng kích thước như thế này. Nên là khi nghe ngoài trời, đặc biệt là trong những lúc mà mình đạp xe thì mình nghe nhạc nó thể hiện rất là rõ ràng luôn. Ngoài ra cái độ to mồm của em này nó cũng sẽ rất có lợi cho những anh em nào đi phượt nha. Bởi vì cái tiếng của nó to thì nó sẽ không bị lấn át quá nhiều bởi cái tiếng động cơ xe hay là pô xe khi mà anh em nghe con này ngoài trời đâu. Còn về cái chất lượng âm thanh của em này thì thật sự là anh em đừng kỳ vọng quá nhiều vào cái chất âm của nó là phải thật hay, thật đỉnh cao như là những em loa kích thước lớn. Nhưng mà về mặt thực tế thì với em loa JBL Win 3S này á thì mình vẫn thấy là nó thể hiện rất là tốt về mặt chất âm của nó. Ít nhất là đối với một con loa nhỏ gọn như thế này, giải bass về lượng thì nó vừa đủ này, không quá mạnh nhưng mà nó vẫn giúp cho mình trải nghiệm được những cái bài nhạc hiện đại EDM này kia khá là tốt. Còn giải mid và treble thì cũng thể hiện không bị thu thiệt quá nhiều đâu, vẫn có sự tách bạch vocal ca sĩ nghe rất là rõ, không bị lấn át này kia đâu. Còn về những cái thứ khác ở trên em này thì cái mình thích nhất đó chính là nó có kháng nước IP67, nên là anh em nào mà hay mang đi bơi đi mưa này kia thì cứ gọi là phà và thoải mái luôn. Tổng kết lại với cái giá là 1.490.000 cho em này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khá là hợp lý. Nếu như mọi người cần một em loa mang cái tính di động cao và cả đó chất âm đủ hay, loa to dùng ngoài trời thì nó quá là ok. Anh em thấy sao về chiếc JBL Win 3S này? Để phần comment nha. Và anh em thấy cái trip 2 ngày 1 đêm thông qua cái việc mình đạp xe và sử dụng em này thực tế nó như thế nào? Cũng để lại phần comment. Bên cạnh đó nếu thích video đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Đồ Gây Z. Và là Tổng. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.